Hòa Minzy và những lần xém dép vế khi song ca cùng fan. Anh đúng không? Em sợ gì? Anh hát cùng em không? Hát luôn đúng không? Đợi em nhá, đợi em tí nhá. Đêm nay trên rừng quân ra mặt trận. Cặp đại với fan mà người nào hát cũng như giảng viên thanh nhạc với ca sĩ. Khán giả nào có sở trường hát hay mà đi coi ca nhạc là đặc biệt thích nhất mấy màn ca sĩ mời lên hát song ca chung. Hòa Minzy được cái hát hay mà lại tinh tế hiểu được tâm lý của fan nên mỗi lần đi diễn thì sơ hở ra giao lưu văn nghệ với các liền anh liền chị phía dưới sân khấu. Cơ mà mỗi lần mời ai là nữ ca sĩ đều phải bật ngửa với độ hát hay đến bất ngờ đến từ vị trí các fan bố ý siêu chất lượng. Kỳ này cũng không ngoại lệ, nữ ca sĩ lại được dịp mời mộc được một anh chú bộ đội chính hiệu hát nhạc quân đội mà siêu mượt. Đêm nay trên rừng quân ra mặt trận. Hết song ca cùng fan chú bộ đội rồi thì mẹ bé Bo lại tiếp tục series hát với nhau cùng fan nhí của mình. Fan tuy nhí nhưng giọng không hề nhí chút nào, cân luôn cả giọng của Tăng Duy Tân mới 8 tuổi mà cùng idol bật tình yêu lên siêu đỉnh. Cậu bé khiến cho Hòa Minzy tỏ khoái chí và hào hứng với màn song ca này. Chuyến này anh bạn fan nhí chắc có cái để flex với bạn là mình được song ca với idol thì ngầu nhất lớp rồi. Lê Nguyễn Bảo Duy, con năm nay mấy tuổi rồi? 8 tuổi bật tình yêu lên ha. Son mần ngồi pha tay nghe tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao càng say nhưng lại càng yêu em. Fan của Hòa Minzy và những lần debut bất đắc dĩ, bình thường mấy bài hát của nữ ca sĩ đã có cái tune cao trên ngọn cây rồi mà gặp thêm nơ có giọng khủng nữa thì người nghe chỉ có sướng lỗ tai. Đây đích thị là hình ảnh idol và fan cùng nhau dạo chơi trên đọt dưới đây mà, người hát thì enjoy còn người nghe thì sao mà áp lực ngang. Còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người. Hết hát song ca cùng fan rồi thì Hòa Minzy lại kiêm luôn vị trí chủ hôn, nhiệt tình tác hợp cho cặp đôi khán giả ngồi xem mình hát phía dưới sân khấu. Với thâm niên được phát cẩu lương đã lâu thì đối với mấy cái việc này là chuyện nhỏ với nữ ca sĩ. Fan được dịp cười bò với idol vì nhìn vừa nhây mà vừa dễ thương. Được dàn dựng cho màn cầu hồn xịn mịn như này thì cặp đôi này cuối năm phải cưới liền tay mất thôi. Đôi trai tài gái xuất đã có mặt tại đây để có thể nói lời cầu hôn. Ngoài những màn song ca vô cùng ổn áp của Hòa Minzy và fan thì cũng có mấy lúc lỗi kỹ thuật với những khán giả hát bè bằng cả tính mạng cho ca sĩ. Đã yếu bóng vía mà gặp ngay idol thích đưa micro cho hát bất chợt thì chỉ có giật cả mình. Đang hát hăng say hòa giọng chung với ca sĩ mà tự nhiên nghe giọng mình lọt ra ngoài loa cái sợ ma ngang. Khi bạn lầy và gặp idol lầy hơn bạn thì cái kết nó sẽ như thế này. Biết là mỗi lần đưa micro cho fan hát giao lưu có khả năng cao là sẽ bị mất hit mà lần nào Hòa Minzy cũng đam mê mời khán giả hát cùng với mình. Chắc tại cô nàng nghĩ rằng mình đã tỏa sáng rồi thì fan của cô cũng phải tỏa sáng theo cô. Hát chán rồi thì lại chuyển sang tấu hài, mỗi lần đi show là Hòa Minzy phát luôn cho fan cả rổ meme. Dễ thương thế này thì bảo sao khán giả không mê như điếu đổ cho được. Bạn có nghĩ thế không? Chia sẻ với Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.